Xin chào tất cả các em học sinh thân yêu. Cô tên là Trần Thị Ngọc Khánh, hiện đang công tác tại trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 12. Cô rất vui được đồng hành với các em trong tiết học toán ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, cô và các em cùng khởi động qua một bài hát. Mấy giờ rồi? Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nào! Bài hát, các em thấy thời gian trôi mãi, mãi không bao giờ ngừng. Vì thế các em nên quý trọng thời gian và dùng thời gian làm những việc có ích như chăm chỉ học tập, phụ giúp ba mẹ, giúp đỡ mọi người các em nhé. Ở tiết học trước, chúng ta được học bài ngày giờ tiết 1. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em cùng áp dụng những kiến thức mình đã học vào làm các bài tập ở bài ngày giờ tiết 2. Và bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa trang 108. Chúng ta cùng làm các bài tập nhé. Bài 1. Quan sát tranh và nói theo mẫu. Ở bài tập này, các em quan sát tranh và nói theo mẫu. Cô sẽ làm mẫu bức tranh đầu tiên. Quan sát, ta thấy có hai nhân vật xuất hiện trong bức tranh. Nhân vật đầu tiên, cô bé mặc áo màu hồng. Bạn ấy tên là Hà. Bạn ấy đang phụ mẹ nấu ăn. Và bây giờ đồng hồ điện tử báo 17 giờ. 17 giờ còn gọi là 5 giờ chiều. Vậy chúng ta có thể nói lúc 5 giờ chiều Hà giúp mẹ nấu ăn. Tương tự các em quan sát các bức tranh còn lại. Tranh A, tranh B, tranh C, tranh D, tranh E và tranh G. Đây là các hoạt động của bạn Hà trong một ngày chủ nhật. Các hoạt động diễn ra theo thứ tự thời gian từ tranh A đến tranh G. Nhiệm vụ của các em là nêu được các hoạt động của bạn Hà đã làm gì vào lúc mấy giờ. Cô đã làm mẫu cho các em lúc 5 giờ chiều Hà giúp mẹ nấu ăn. Bây giờ các em hãy bấm dừng màn hình, suy nghĩ và làm bài nhé. Thời gian làm bài của các em là 5 phút. 5 phút bắt đầu. Và bây giờ các em quan sát và sửa bài tập cùng cô nhé. Tranh A. Lúc 7 giờ sáng, Hà đi bơi. Tranh B. 10 giờ sáng, Hà đọc sách cùng bạn. Tranh C. Lúc 11 giờ trưa, Hà dọn cơm phụ mẹ. Tranh D. 16 giờ hay còn gọi là 4 giờ chiều, Hà thả diều cùng bạn. Tranh E. Lúc 20 giờ hay còn gọi là 8 giờ tối, Hà qua nhà ông bà. Tranh G. Hà đi ngủ lúc 22 giờ hay còn gọi là 10 giờ tối. Các em thấy trong một ngày nghỉ của bạn Hà diễn ra theo từng khung giờ ở một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, bạn Hà đã biết sắp xếp các hoạt động theo thời gian biểu, vừa để tập luyện cho mình một sức khỏe tốt, vừa phụ giúp gia đình. Chính vì vậy, các em hãy tạo cho mình một thói quen làm việc đúng giờ như bạn Hà nhé. Cô thấy các em làm bài rất là tốt, nêu được thời gian cùng các hoạt động diễn ra trong một ngày của bạn Hà. Vậy là các em đã biết xem đồng hồ điện tử rồi đấy. Một tràng pháo tay dành tặng cho các em nhé. Bài 2. Giờ hay ngày? Đến với bài tập số 2 này, các em cùng đi tìm hiểu và nhận biết những công việc quen thuộc trong gia đình và những công việc đó cần khoảng thời gian bao lâu để hoàn thành công việc.
Các em quan sát các bức tranh và hãy điền giờ hay ngày vào chỗ chấm. Các em cùng suy nghĩ làm bài trong thời gian 5 giây. 5 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Các em cùng sửa bài với cô nhé. Ba sân nhà trong một ngày. Một ngày có 24 giờ đấy các em ạ. Việc sơn nhà của ba cần có sự tỉ mỉ, khéo léo để có một ngôi nhà đẹp nên mất rất nhiều thời gian so với những công việc khác. Mẹ nấu ăn trong 1 giờ, em tập bơi trong 1 giờ. Mẹ nấu ăn và em tập bơi chỉ cần 1 giờ là chúng ta có thể thực hiện được những công việc đó rồi. Cô nhận thấy các em đều nhận biết được một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành một công việc nào đó. Qua bài tập này, cô muốn nhắn nhủ tới các em cần xác định rõ thời gian để thực hiện công việc của mình muốn làm nhé. Vậy là ở bài tập số 1 và bài tập số 2, chúng ta đã sắp xếp được thời gian biểu trong một ngày và nhận biết được khoảng thời gian cần để thực hiện công việc đó. Cô có lời khen tất cả các em và một tràng pháo tay dành tặng cho các em nhé. Và bây giờ, cô và các em cùng tìm hiểu bài tập số 3. Bài 3, quan sát tranh rồi nói theo mẫu. Ở bài tập 3 này, tương tự bài tập số 1, các em quan sát các bức tranh và nói theo mẫu. Cô sẽ làm mẫu bức tranh đầu tiên. Quan sát tranh ta thấy nhân vật quen thuộc đó là bạn Hà. Bạn ấy vừa thức dậy. Trên tường có một chiếc đồng hồ xinh xắn. Mặt đồng hồ có cây kim màu xanh ngắn là kim chỉ giờ. Cây kim đồng hồ màu đỏ dài là chỉ phút. Vậy đồng hồ bây giờ là 6 giờ đúng. Nhìn ra cửa chúng ta thấy có một ông mặt trời đang cười rất tươi chào đón một ngày mới. Vậy các em có thể nói Hà thức dậy lúc 6 giờ sáng. Tương tự với các bức tranh còn lại, các em suy nghĩ và làm bài nhé. Thời gian làm bài của các em là 5 phút. 5 phút bắt đầu. Để sửa bài tập số 3, các em cùng tham gia trò chơi thu hoạch cà rốt. Đến với trò chơi này, các em hãy chào đón bạn Thỏ Ngọc. Bạn Thỏ Ngọc trông rất đáng yêu và dễ thương. Các em hãy giúp bạn ấy thu hoạch thật nhiều cà rốt về làm thức ăn nhé. Mỗi một câu trả lời đúng, các em sẽ giúp bạn Thỏ thu hoạch được một củ cà rốt. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu. Các em quan sát bức tranh. Câu trả lời đó là Hà học tại lớp cùng bạn lúc 8 giờ sáng. Cô xin chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Các em đã giúp cho bạn Thỏ Ngọc thu hoạch được củ cà rốt đầu tiên. Các em quan sát bức tranh tiếp theo. Các em cùng suy nghĩ và đưa nhanh câu trả lời. Và câu trả lời đó là Hà cùng các bạn ăn cơm lúc 11 giờ trưa. Cô xin chúc mừng các em. Thế là các em đã tiếp tục thu hoạch được thêm một củ cà rốt cho bạn Thỏ Ngọc rồi. Các em cùng quan sát bức tranh, suy nghĩ và đưa nhanh câu trả lời. À, cả nhà Hà ăn cơm lúc 18 giờ, hay còn gọi là 6 giờ chiều. Chúc mừng các em lại thêm một củ cà rốt nữa rồi. Các em quan sát tranh, bạn Hà đang làm gì? Và bây giờ là mấy giờ? À, Hà học bài lúc 20 giờ, hay còn gọi là 8 giờ tối. Vậy là Thỏ Ngọc được thêm một củ cà rốt nữa rồi. Cảm ơn các em nhé! Các em quan sát bức tranh cuối cùng, Hà đang làm gì? À, Hà đang ngủ lúc 23 giờ, hay còn gọi là 11 giờ đêm.
Các em thật tuyệt vời, các em đã làm rất là tốt, cô có lời khen. Bạn Thỏ Ngọc cũng rất vui và gửi lời cảm ơn đến các em đã giúp mình thu hoạch thật nhiều cà rốt. Các em vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Các bức tranh ở bài tập số 3 đó là hoạt động của bạn Hà trong một ngày. Bạn Hà đã sinh hoạt và làm việc, học tập, ăn, ngủ, nghỉ rất đúng giờ. Các em hãy học tập và sắp xếp thời gian hợp lý giống bạn Hà nhé. Đến với hoạt động thực tế, các em hãy trao đổi với người thân. Trong những việc sau, em dành thời gian cho việc nào? Quan sát trên màn hình, cô có 4 bức tranh. Bức tranh đầu tiên là hoạt động xem TV. Bức tranh thứ hai, hoạt động thể dục thể thao. Bức tranh thứ ba, hoạt động chơi điện thoại iPad. Bức tranh thứ tư, hoạt động tư duy sáng tạo. Các em hãy bấm dừng màn hình và trao đổi cùng người thân trong vòng 5 phút nhé. Các em đã trao đổi xong chưa? Và bây giờ cùng xem câu trả lời với cô. Xem TV và chơi điện thoại thì chúng ta cần dành thời gian là 20 phút. Vì hiện tại các em phải học online, xem nhiều các thiết bị điện tử sẽ không tốt cho mắt nên cần hạn chế nhé. Hoạt động thể dục thể thao như đá cầu, đá banh thì các em nên dành thời gian là 1 giờ. Hoạt động tư duy sáng tạo, chúng ta cũng dành thời gian là 1 giờ. Ngoài những công việc thực tế hàng ngày mà các em thấy ở sách giáo khoa và đã trao đổi cùng với người thân, thì cô còn một số hình ảnh và hoạt động thực tế khác. Các em quan sát trên màn hình, cô có một số hoạt động. Hoạt động tập thể dục buổi sáng, dọn dẹp nhà cửa phụ giúp ba mẹ, đọc truyện tranh. Các em hãy tiếp tục trao đổi với người thân. Trong những việc sau, em dành thời gian cho việc nào? Thời gian trao đổi là 5 phút. 5 phút bắt đầu. Đã hết thời gian rồi. Các em cùng dò kết quả với cô. Hoạt động tập thể dục buổi sáng thì chúng ta dành thời gian là 30 phút. Các em cần thường xuyên tập thể dục buổi sáng để nâng cao sức khỏe. Dọn dẹp nhà cửa thì chúng ta dành thời gian là 1 giờ. Dọn dẹp nhà cửa cũng góp phần giúp cho đồ đạc nhà cửa sạch sẽ, hạn chế vi khuẩn, phòng chống Covid. Đọc truyện tranh thì chúng ta dành thời gian là 30 phút. Đọc truyện tranh rất tốt, các em có thể hiểu biết thêm những điều thú vị hay trong cuộc sống. Còn rất nhiều công việc hàng ngày, các em có thể trao đổi với người thân xem là những việc nào nên dành nhiều thời gian và việc đó quan trọng như thế nào. Khi biết được công việc nào quan trọng, chúng ta sẽ biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Từ đó các em sẽ tạo cho mình một thói quen tốt như là luôn luôn đi học đúng giờ, làm bài về nhà đúng thời gian quy định. Có như vậy chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Trước khi kết thúc, các em cùng củng cố bài học hôm nay qua trò chơi tiêu diệt Covid. Cô đố các em, một ngày có mấy giờ? À đúng rồi, một ngày có 24 giờ. Em thật là giỏi. Câu đố tiếp theo, 15 giờ hay còn gọi là? À đúng rồi, 15 giờ hay còn gọi là 3 giờ chiều. Các em giỏi quá, tiêu diệt hết Covid rồi. Các em vừa hoàn thành rất là tốt các bài tập ngày hôm nay. Qua tiết học, các em đã biết sắp xếp thời gian, lập cho mình thời gian biểu trong một ngày, dành thời gian nhiều cho công việc nào và nhận biết được lợi ích của việc ăn, ngủ và làm việc đúng thời gian. Tiết học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em nhé.